trên khắp thế giới, hơn 7.000 loài millipede bò khắp các tầng rừng và luống vườn, các cặp chân bơm nước khi chúng di chuyển trong đất để tìm kiếm thức ăn. Số lượng các chi có thể lên tới hàng chục đến hàng trăm, và trong khi thuật ngữ millipede có nghĩa là 1.000 bộ, thì số lượng kỷ lục của các động vật di chuyển bằng millipede đã đạt khoảng 750 chân kể từ khi mô tả về một loài ở California vào năm 2006. Millipede là một từ nhầm lẫn, 1.000 bộ, câu chuyện thần thoại, cho đến ngày nay. Dennis Black, một chuyên gia về millipede và đồng thời là thành viên nghiên cứu hỗ trợ tại Đại học La Trobe ở Úc cho biết, tất cả các sách giáo khoa giới thiệu sẽ phải được viết lại vì hiện nay đã có một loài ma cà rồng thực sự. Chiếc millipede đúng nghĩa được mệnh danh là chiếc điện thoại di động U-millipede. Loài mới được phát hiện trong một lỗ khoan, được khoan như một phần của hoạt động khai thác ở Tây Úc gần 200 feet 60 mét dưới bề mặt trái đất. Đây là loài millipede đầu tiên sống theo biệt danh nhiều chân với 1.306 chân đáng kinh ngạc. Đó chỉ là một con số đáng kinh ngạc. Paul Marek, một nhà côn trùng học tại Virginia Tech và là tác giả chính của bài báo ghi lại phát hiện, được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Scientific Reports. Tôi vẫn chưa tin, được đặt theo tên Persephone, nữ thần thế giới ngầm của Hy Lạp, chiếc bánh xích màu nâu, khẳng khiu chỉ dài hơn 3,7 inch và mỏng bằng một sợi cáp USB. Loài millipede cũng sống sâu trong đất hơn nhiều so với bất kỳ loài nào đã biết trước đây, và câu chuyện về sự phát hiện ra nó tạo nên một câu chuyện về sự may mắn và trớ trêu đến khó tin. Người đầu tiên để mắt đến con mèo Persephone là Bruno Buzzato, nhà sinh vật học chính tại công ty tư vấn môi trường Bellonia ở Tây Úc. Nhóm chuyên về các cuộc khảo sát dưới lòng đất về đời sống động vật và thường được các công ty khai thác ký hợp đồng để thực hiện đánh giá môi trường khi họ tìm kiếm tài nguyên. Theo Buzzato, các công ty khai thác mỏ sẽ khoan những lỗ này giống như những cổng thông tin vào thế giới dưới lòng đất, để đánh giá xem cuộc sống ẩn chứa những gì trong thế giới ngầm dưới chân chúng ta. Buzzato gửi bẫy qua các cổng thông tin. Anh ta lấy một ống nhựa có một vài lỗ ở bên cạnh và đổ rác lá vào nó. Sau đó anh ta thả nó xuống một trong những lỗ khoan và để nó ở đó. Sự sống trong đất bị thu hút bởi chất độn chuồng, hy vọng no bụng. Khi Buzzato kéo cái bẫy ra ngoài một hoặc hai tháng sau đó, nó thường đầy ắp sự sống. Buzzato nói rằng những chiếc bẫy này thường xuyên bắt những sinh vật mới, một số trong số đó chưa từng được nhìn thấy trước đây. Ông nói, khoảng 80-90% những gì chúng tôi thu thập được là các loài chưa được mô tả. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên đối với anh ấy khi, vào tháng 8 năm 2020, anh ấy để mắt đến một con vật bất thường mà anh ấy chưa từng thấy trước đây. Trong một lần kéo từ một cái hố ở tỉnh East Goldfield, Tây Úc, Buzzato đã tìm thấy một con bò mộng cực dài. Tôi nhận ra đó là một con vật rất đặc biệt, anh nói. Một vài năm trước đó, Buzzato đã xem qua một bài báo nghiên cứu về Elacme plenipes, một loài millipede ở California với kỷ lục về số lượng chân nhiều nhất. Tác giả chính của nghiên cứu đó là Paul Marek, một nhà côn trùng học tại Virginia Tech. Buzzato gửi cho anh ta một email, đính kèm một bức ảnh về cuộc tìm kiếm của anh ta. Tôi đã đếm nhanh và nó có 818 chân, Marek nói. Tôi khá bí về điều đó. Để làm cho nó chính thức, Marek cần phải xem các mẫu vật, đặt chúng dưới kính hiển vi mạnh mẽ và phân tích DNA của chúng. Buzzato, phối hợp với Bảo tàng Tây Úc, đã chuyển các mẫu vật đến phòng thí nghiệm của Marek ở Mỹ. Tổng cộng, nhóm nghiên cứu đã có thể tìm và phân tích 5 millipede với một nữ vượt qua kỷ lục chân 1.306 và một nam chỉ kém mốc 1.000 chân huyền thoại ở 998. Persephone millipede sống trong một thế giới không có ánh sáng và có khả năng là thức ăn hạn chế. Evolution đã xây dựng nó cho thế giới này với những đặc điểm độc đáo tương tự, nhưng khác biệt với Elacma plenipes.
khi Marek có thể nhìn Persephone dưới kính hiển vi, anh nhận thấy nhiều điểm tương đồng với Elacme Planipes, một loài millipede sống ở nửa vòng trái đất cách nhau bởi Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nó cũng có một số tính năng kỳ lạ. Marek nói, nó không giống như những thành viên khác trong gia đình. Đối với một người, nó không có mắt, đây là đặc điểm duy nhất của loài động vật này. Nó không được đánh dấu. Cả hai thay đổi đều có ý nghĩa. Sống trong thế giới ngầm, đôi mắt không phải là tất cả những gì quan trọng. Bạn không cần phải phát hiện những thay đổi trong ánh sáng. Thay vào đó, Persephone có một chiếc râu rất lớn. Mất sắc tố xảy ra ở nhiều loài động vật sống ở những nơi không có ánh sáng, chẳng hạn như hang động. Nhưng những áp lực tiến hóa làm mất sắc tố cơ bản vẫn đang được làm sáng tỏ đầy đủ. Tất cả các đặc điểm trên đã giúp Marek và nhóm nghiên cứu sắp xếp các loài theo thứ tự Polygenida. Họ hàng xa của người giữ kỷ lục cạp cao nhất trước đó. Đồng thời cho rằng các nếp gấp Persephone và Elacma là một ví dụ về quá trình tiến hóa hội tụ nơi hai loài có quan hệ họ hàng xa nhau phát triển các đặc điểm sinh lý tương tự. Thích nghi với các ngóc ngách của chúng. Nhưng tại sao một sinh vật lại cần nhiều chân như vậy? Câu trả lời không phải là tất cả những gì đáng ngạc nhiên. Chân dùng để vận động. Chúng cho phép bạn di chuyển khắp thế giới. Các nhà nghiên cứu chưa nhìn thấy các mẫu vật sống di chuyển xung quanh trong thế giới ngầm tại nhà của họ. Nhưng họ có thể rút ra những hiểu biết sâu sắc về các loài tương tự trong tự nhiên. Dựa trên các nghiên cứu trước đó, Marek và nhóm nghiên cứu cho rằng siêu dài và chân ngắn giúp chui qua thế giới ngầm cung cấp thêm lực đẩy khi nó di chuyển theo chuyển động lồng vào nhau. Marek cho biết, sự kết hợp của những đặc điểm này thực sự nói lên tầm quan trọng của việc có thể đi xuyên sâu dưới lòng đất, có thể là kết quả của việc hạn chế các chất dinh dưỡng ở nơi nó sinh sống. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.